Sáng ngày 1 tháng 1 năm 2013 vừa qua, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu, những gương điển hình xuất sắc nhất của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012. Nguyễn Anh Khôi, nhà vô địch cờ vua thế giới lứa tuổi U10, là một trong 6 công dân được vinh dự tuyên dương tại buổi lễ. Với việc mang về tấm huy chương vàng vô địch cờ vua thế giới cho đoàn thể thao Việt Nam, cùng với những thành tích khác, nên Nguyễn Anh Khôi đã được vinh danh trở thành công dân thành phố trẻ tuổi nhất năm 2012. Hiện Nguyễn Anh Khôi đang là học sinh lớp 5 trường tiểu học Võ Trường Toản, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc anh Khôi có khả năng chơi cờ giỏi, em còn rất chăm học và thân thiện với bạn bè trong lớp. Chính vì thế nên em đã đạt được thành tích học giỏi suốt 4 năm liền. Dạ, con rất mến bạn Khôi trong lớp, bạn ấy học rất nghiêm túc và bạn cũng rất hòa đồng với các bạn. Bạn rất chăm chỉ và siêng năng, tinh thần của bạn học rất cao. Con rất mến bạn Khôi vì thỉnh thoảng bạn có chỉ cho con những nước cờ khó. Và vừa rồi bạn đạt giải vô địch cờ vua thế giới U10. Em Nguyễn Anh Khôi thì rất là dung dị và em hòa đồng hồn nhiên với các bạn. Và trong cái học tập thì em đã bộc lộ được những cái phẩm chất tư duy sắc bén của mình, luôn luôn là cẩn thận và có cái óc sáng tạo. Bên cạnh sự thành công đó, gia đình luôn đóng một vai trò rất lớn. Họ luôn động viên và giúp đỡ em về mọi mặt và là chỗ dựa tinh thần quan trọng đối với anh Khôi. Từ trước đến nay, gia đình cũng như là Khôi luôn xác định rằng cái việc học là việc quan trọng hàng đầu trong số tất cả những cái việc mà Khôi cần phải làm. Chính vì vậy thì cờ vua được xem là một cái môn thể thao giải trí bên cạnh những cái môn thể thao khác mà Khôi cũng rất là đam mê yêu thích, đó là môn võ Taekwondo. Con mong ước mình sẽ là một bác sĩ giỏi, chữa bệnh cho mọi người. Nhưng mà con không bỏ môn cờ vua. Con mong là con sẽ làm bác sĩ giỏi nhưng mà vẫn đánh cờ vua hay. Với những gì mà cậu học trò 10 tuổi đã làm được cho đoàn thể thao Việt Nam nói chung và đoàn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, em Nguyễn Anh Khôi sẽ luôn là tấm gương sáng đáng được chúng ta khen ngợi. Và hy vọng em sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn trong tương lai.